Thưa quý vị, đến nay toàn tỉnh có gần 47.200 hecta lúa, gần 2.000 hecta rau, khoảng 3.000 hecta chanh và gần 5.000 hecta thanh long ứng dụng công nghệ cao, cùng với trên 45 hecta tôm ứng dụng công nghệ cao và hỗ trợ gieo tinh nhân tạo các giống chất lượng cao cho trên 6.300 con bò cái sinh sản. Song song đó, ngành tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, chuyển dần từ chăn nuôi nông hộ nhỏ, lẻ sang phát triển chăn nuôi trang trại, tổ chức triển khai phòng chống hiệu quả dịch bệnh trên gia súc gia cầm, tập trung phát triển tái đàn chăn nuôi, đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.